chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay đó là liên quan đến động từ cho tặng yarimasu. Nhưng cho tặng yarimasu này sẽ dùng trong trường hợp đó là đối tượng A là những người dưới hoặc là những động vật thực vật. Mà chúng ta có những ví dụ như sau: petto ni esa o yarimasu. Hành động này bạn sẽ rất thấy quen thuộc khi mà petto katemasu, đúng không ạ? Nếu mà bạn nuôi, đang nuôi thú cưng, petto, petto katemasu ka? Hay katemasu. Vậy thì esa o yarimasu ka? Esa o yatemasu ka? Bạn có cho thú cưng ăn, ăn đồ ăn không, cho thức ăn không? Thì động ấy sẽ là petto ni esa o yarimasu, cho thú cưng ăn. Tiếp theo, hana ni mizu o yarimasu. Hành động này sẽ bạn sẽ diễn ra nếu bạn trồng hoa. Hàng ngày hàng buổi sáng bạn sẽ phải tưới nước cho hoa đó, chứ không ai nói là cho nước cho hoa cả, mà sẽ dùng dịch là tưới nước cho hoa. Mizu o yarimasu. Mizu o yarimasu. Hana ni mizu o yarimasu. Vậy thì trong trường hợp khác đó là gì nếu với con trai con gái của mình mà mình cho kẹo? Cho chúng nó kẹo thì mình sẽ dùng là okashi o yarimasu. Okashi o yarimasu. Và đằng trước sẽ là musuko, musu, me hoặc kuromo. Okashi o yarimasu dành cho những người thân trong gia đình là dưới tuổi của mình, thì mình sẽ dùng với yarimasu này nhé. Như vậy chúng ta thấy rằng yarimasu được dùng khi mà bạn thấy ở đây đó là petto hana musuko, đó là gì ạ? Động thực vật hoặc là những người dưới, mesha hoặc là động thực vật, đúng không ạ? Và đấy là yarimasu. Và nhưng tuy nhiên gần đây thì cũng có trường hợp người ta không dùng yarimasu mà lại dùng agimasu, ngay cả trong trường hợp đó là thú cưng hay đó là hoa hay là em gái mình. Thì đó là một chút những cái thói quen thay đổi về thói quen dùng ngôn ngữ thôi, không có vấn đề gì cả. Các bạn chỉ cần thấy là khi mà bạn nghe người ta nói là ví dụ petto ni esa o agimasu, bạn cũng hiểu được rằng là a người ấy nói rằng là người ấy cho thú cưng ăn, thì bạn cũng hiểu được như vậy là tốt rồi. Còn đâu thì chúng ta khi mà dùng thì bạn có thể dùng yarimasu này nhé. Và nếu sẽ có một người hỏi rằng kuremasu thì lịch sự hơn của kuremasu là gì? Kudasaimasu. Lịch sự hơn của moraimasu là itadakimasu. Vậy lịch sự hơn của agimasu là gì? Thì có một từ đó là sashi agimasu. Nhưng tuy là lịch sự hơn sashi agimasu, nhưng nó vẫn chưa thể hiện được mức độ lịch sự bằng với kudasaimasu hay bằng với itadakimasu. Do đó lúc ấy mình có thể là sashi agimashou ka hoặc agimashou ka. Đó là một chút những chú ý liên quan đến cách sử dụng của yarimasu này. Các bạn hãy chú ý và luyện tập thêm ở phần A2, B2. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một số ví dụ liên quan đến mẫu câu này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với N o yarimasu nhé. Đó là imoto wa kutsushita. Kutsu là giày, vậy kutsushita là tất. Mình cho em là tất. Imoto ni kutsushita wa yarimasu. Imoto ni kutsushita wa yarimasu. Tiếp theo nào. Hana và mizu. Hana ni mizu wo yarimasu. Hana ni mizu wo yarimasu. Nghĩa là tưới nước cho hoa. Tiếp theo, inu và esa. Inu ni esa wo yarimasu. Inu ni esa wo yarimasu. Có nghĩa là cho chó ăn, đúng không ạ? Tiếp theo nào. Kuromo và okashi. Kuromo ni okashi wo yarimasu. Kuromo ni okashi wo yarimasu. Nghĩa là cho con kẹo, đúng không ạ? Cho trẻ con kẹo. Bạn có thể luyện tập thêm trong sách giáo khoa phần Renshu A phần số 3 và Renshu B phần số 3 nhé. Và tiếp theo chúng ta cùng bước vào chặng đường thứ 2 tìm hiểu về động từ itadakimasu, kudasaimasu hay yarimasu. Đó là verb te cộng với các hành động đó. Không phải no nữa, không phải là cho nhận cái gì nữa, mà bây giờ sẽ là cho hoặc nhận một hành động nào đó. Là verb te itadakimasu, verb te kudasaimasu và verb te yarimasu. Cách dùng và cách chia tương tự với agimasu hoặc moraimasu hoặc kuremasu. Chỉ có điều là bạn phải xác định đối tượng A đấy, người mà cho bạn hay bạn nhận từ ai đó là đối tượng của mege hay mesta, người trên hoặc người dưới, thì là bạn sẽ hoàn thành và bạn sẽ chọn được động từ phù hợp. Và nội dung thứ tư mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là e ni eno wo te itadakimasu. Có nghĩa rằng gì nhỉ? Tôi, watashi hoặc là những người trong watashi no group, trong nhóm của tôi, trong uchi của tôi ấy nhận hành động V này từ A. Và A này là ai? A này có thể là sensei, có bucho, kacho, shacho, tencho hay là senpai hay là bucho, no kusan, v.v. là những người mele, là những người trên của chúng ta. Và lúc ấy chúng ta có ví dụ như sau nhé. Musume là ai? Musume là con gái của tôi. Con gái của tôi có thuộc nhóm của tôi không? Đương nhiên là có rồi. Musume wa thảo sensei ni nihongo osiete itadakimasu. Câu này có nghĩa là gì ạ? Thảo
tỏ sen xe thì ok rồi. Musume là chủ ngữ, con gái của tôi tìm ngậm từ cuối. Được gì nhỉ? Được dạy tiếng Nhật bởi ai ạ? Bởi Thảo Sensei, đúng không? Được dạy tiếng Nhật, được itadakimasu và được dạy tiếng Nhật bởi Thảo Sensei. Thì lúc ấy mình muốn thể hiện được lòng biết ơn, tôn trọng, kính trọng Thảo Sensei đã cất công dạy tiếng Nhật cho con gái của tôi. Hay trường hợp ví dụ thứ hai, trường hợp khi mà tôi đến Hồ Chí Minh City, đến thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc ấy tôi gặp được Khải Sàng. Khải Sàng là một người tôi rất quý trọng và Khải Sàng đã an nai cho tôi về thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy tôi sẽ nói rằng Hồ Chí Minh City ni itta toki. Và lúc này chủ ngữ là ai? Watashi. Watashi wa, đúng không? Watashi wa Hồ Chí Minh City ni itta toki Khải Sàng ni an nai shite itadakimashita. Có nghĩa là khi mà tôi đến Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đã nhận được sự giới thiệu, hướng dẫn từ anh Khải. Và bạn hết sức chú ý nhé, trong mẫu câu này nếu watashi wa Hồ Chí Minh ni itta toki, nếu mà bạn dùng ở đây là kudasaimasu. Kudasaimasu là cho thì lúc ấy cho hoặc tặng, và bây giờ là làm cái gì đó cho ai thì câu này không hợp lý. Lý do chủ ngữ ở đây là watashi, là cái tôi thì phải làm sao? Tôi thì phải đi kèm với động từ là tôi nhận. Chứ còn tôi mà lại kudasaimasu thì thành ra là tôi lại hướng dẫn cho Khải Sàng. Và nó như vậy nó sẽ khác với ý nghĩa câu này. Ý nghĩa câu này đó là gì? Khi mà đến Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tôi không biết gì, và anh Khải đã hướng dẫn cho tôi, anh ấy đã chỉ bảo cho tôi các thứ, thì lúc ấy thì tôi phải dùng cuối itadakimasu. Bạn chú ý nhá, bạn phải hết sức chú ý rằng chủ ngữ của câu đấy là ai, chủ ngữ của toàn câu là ai, và ý nghĩa của câu này muốn nói gì. Muốn nói là nhận hay là cho thì bạn phải hiểu và bạn phải xác định được rõ itadakimasu hay kudasaimasu, giống như với akemasu hoặc moraimasu, đúng không ạ? Và đó chính là hai ví dụ tiêu biểu của itadakimasu. Và có một điểm chú ý nữa, đó là gì? Itadakimasu này có thể biến đổi theo thì thời của câu, có thể là itadakimasu, có thể là itadakimashita, và đồng thời có thể là itadakitai, đúng không? Muốn nhận cái gì đó, hoặc có thể là itada, chuyển sang khả năng là itadakimasu và chuyển sang phủ định là itadakimasen. Các bạn còn nhớ cấu trúc này không ạ? Watte itadakimasen ka. Tôi có thể nhận hành động ấy được không? Đúng không? Ví dụ như là setsumen shite itadakimasen ka. Có nghĩa là anh có thể, tôi có thể nhận được cái việc mà giải thích đấy được không? Và lúc ấy bạn dùng mẫu cấu trúc Watte itadakimasen ka để làm gì ạ? Để khi mà bạn xin phép nhờ vả, và nó thể hiện mức độ rất là lịch sự. Lịch sự nhất hơn cả là watte kudasai. Đúng không ạ? Và bạn chú ý nhé, watte itadakimasen ka. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với watte itadakimasu. Ở đây chúng ta có động từ đó là sensei ni và động từ là nihongo no teppu và kashimasu cộng với te itadakimasu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với mẫu sau, đó là chúng ta đã có a ở đây là sensei, có động từ itadakimasu. Mình sẽ cho N và V, nhiệm vụ của các bạn đó là chuyển thành N, V, T vào trong câu này và đọc lại cả câu lên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có từ khóa là Nihongo no teppu, là danh từ. Nihongo no teppu có nghĩa là băng tiếng Nhật, và kashimasu cho mượn. Nihongo no teppu o kashimasu thì chuyển thành Nihongo no teppu o kashite. Và ghép lại thành câu là sensei ni Nihongo no teppu o kashite itadakimasu. Sensei ni Nihongo no teppu o kashite itadakimasu. Tôi nhận được cái sự cho mượn bằng tiếng Nhật từ thầy giáo hoặc cô giáo. Tiếp theo nhé, đó là shukudai o kaeshimasu, trả lại bài tập. Shukudai o kaeshimasu sẽ là sensei ni shukudai o kaeshite itadakimasu. Sensei ni shukudai o kaeshite itadakimasu. Tôi nhận được cái sự trả lại bài tập từ thầy giáo, cô giáo. Tiếp theo là notto check shimasu, kiểm tra vở mà. Notto check shite. Sensei ni notto check shite itadakimasu. Sensei ni notto check shite itadakimasu. Tiếp theo đó là hatsuon wa naoshimasu, sửa phát âm. Hatsuon wa naoshite và chuyển thái. Sensei ni hatsuon wa naoshite itadakimasu. Sensei ni hatsuon wa naoshite itadakimasu.
Tiếp theo đó là 電話番号を書きます là viết số điện thoại. 電話番号を書いて先生に電話番号を書いていただきます Tiếp theo đó là コーヒーを買います mua cà phê. コーヒーを買って先生にコーヒーを買っていただきます Tiếp theo là 日本の歌を教えます có nghĩa là dạy bài hát tiếng Nhật đúng không ạ? 日本の歌を教えて 先生に日本の歌を教えていただきます Tiếp theo là 写真を見せます 写真を見せて nghĩa là cho xem ảnh 先生に写真を見せていただきます 先生に写真を見せていただきます Và đồng thời bạn có thể luyện tập thêm cho sách giáo khoa và Renshu A phần số 4 và Renshu B phần số 4 nhé. Và tiếp theo nội dung thứ 5 mà chúng ta sẽ tìm hiểu liên quan đến động từ kudasaimasu. Vokte kudasaimasu sẽ bằng nghĩa với vokte kudemasu. Kudemasu đúng không ạ? Bằng nghĩa với là vokte kudemasu có nghĩa là ai đó làm cho tôi được gì, ai đó làm cho tôi được về đấy. Và lúc ấy ai ở đây là ai? Ai ở đây là A? Ai ở đây là A nhưng là người mewe, là người cấp trên, là những người trên của mình, senpai, sancho hay là sensei vân vân. Và lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ví dụ như sau nhé. Đó là bucho wa watashi ni shashin o misete kudasaimasu. Nghĩa là gì ạ? Bucho là ai? Bucho là trưởng phòng. Và trưởng phòng thì làm sao? Trưởng phòng thực hiện cái hành động gì ạ? Cho tôi xem ảnh, đúng không ạ? Bởi vì ở đây là chủ ngữ là bucho. Bucho wa, bucho ở đây là s. Bucho sẽ là người thực hiện hành động. Do đó người thực hiện hành động là bucho thì kiểu gì cũng phải là kudasaimasu. Bucho wa misete kudasaimasu. Và misete cái gì? Cho xem cái gì? Cho xem ảnh. Và cho ai xem? Cho watashi ni. Và bạn có thể watashi ni hoặc không thì tùy, người ta vẫn hiểu. Bucho wa shashin o misete kudasaimasu. Hoặc là bucho wa watashi ni shashin o misete kudasaimasu, nghĩa là trưởng phòng cho tôi xem ảnh. Thì lúc ấy mình có hiểu được rằng mình thể hiện được rằng là mình thể hiện sự kính ngưỡng, kính trọng đối với trưởng phòng hoặc cấp trên của mình, đúng không? Tiếp theo ví dụ thứ hai đó là gì? Đó là một liên quan đến một kỷ niệm của mình khi thời gian mà mình học bên Nhật ấy. Thì thực sự là mình rất may mắn, đó là gặp được rất nhiều người Nhật tốt và họ lúc nào cũng rất là thân thiện, lúc nào cũng rất là gần gũi với mình, lúc nào cũng rất là thân thiện với mình. Và lúc ấy mình mới nói rằng Nihonjin wa itsumo shinsetsu ni shite kudasaimashita. Đây là quá khứ, đây là việc mà bạn đã xảy ra, đã tôi đã nhận được cái sự thân thiện từ người Nhật, đúng không ạ? Khi nào họ cũng rất là thân thiện với tôi trong thời gian mà tôi ở Nhật đấy ấy. Và cậu ấy mình nói là Nihonjin wa itsumo shinsetsu ni shite kudasaimashita. Ở đây động từ là shinsetsu ni. Shinsetsu là danh từ na với na và cộng với ni shimasu. Chúng ta đã học rồi và câu này có nghĩa là ai đó làm việc gì đó hoặc tính từ ni suru. Hoặc còn đối với tính từ đối y thì là ku suru, đúng không? Shinsetsu ni shite kudasaimashita. Và đó là sự thật. Và đây là hai dạng ví dụ liên quan đến vokte kudasaimasu. Và bạn thấy là sao chủ ngữ ở đây cũng là Nihonjin wa s wa, do đó sẽ dùng với kudasaimasu. Và kudasaimasu này có thể thay đổi theo thì thời, có thể là kudasaimasu, kudasaimashita, hoặc có thể là một câu hỏi vokte kudasaimasen ka. Câu này dùng khi mà bạn hỏi, bạn nhờ và ai đó làm việc gì cho mình. Vokte kudasaimasen ka cũng là dạng lịch sự, nhưng không lịch sự bằng vokte itadakimasen ka. Bạn chú nhé, không lịch sự bằng vokte itadakimasen ka. Ví dụ như trong trường hợp bạn hỏi như sau. Michi, à, gin ko e ikikata o oshiete kudasaimasen ka? Nghĩa là anh có thể chỉ cho tôi đường mà đến ginko được không? Ginko e ikikata, cách đi mà đến ginko e ikikata o oshiete kudasaimasen ka?
Và bạn hay người ta bảo họ ý thì xỉu, đúng không? Xong rồi bạn đi như thế này, đi như thế kia. Thì đó là cách mà bạn dùng kuda, bapte kuda sai ma senka khi để nhờ vào ai đó. Nhưng không thể lịch sự bằng bapte kuda sai ma senka đâu nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm với bapte kuda sai ma. Ở đây chúng ta có A là control, trong trường hợp A là control là trưởng phòng. Và bạn muốn nhờ trưởng phòng vẽ hộ mình cái bản đồ. Chizu o kakimasu, bạn sẽ chuyển thành chizu o kaite. Và bây giờ sẽ là bucho wa chizu o kaite kudasaimasu, đúng không? Bucho viết gì nhỉ? Viết vẽ giúp tôi sơ đồ, viết bản đồ. Tiếp theo đó là sensei và sakubun o naoshimasu. Sakubun là bài viết văn, naoshimasu là sửa chữa. Và sensei wa sakubun o naoshite kudasaimasu. Sensei wa sakubun o naoshite kudasaimasu. Tiếp theo đó là 写真 o misemasu. Chúng mới ví dụ thứ nhất, 写真 o misete kudasaimasu, đúng không ạ? Và tiếp theo đó là 駅 made okurimasu. Ở đây đó là 部長の奥さん tiễn tôi đến tận nhà ga. 駅 made okurimasu. 部長の奥さん wa 駅 made okutte kudasaimashita. 部長の奥さん wa 駅 made okutte kudasaimashita. Bạn có thể luyện tập thêm trong sách giáo khoa phần ratio A phần số 5, số 7, ratio B phần số 5, số 8 và ratio C phần số 1 và số 3. Chú ý nhé, thứ tự hơi thay đổi một chút, mình nhắc lại. A 5, 7, B 5, 8 và C 1, 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập ratio C phần số 1, trang số 133, bài số 41 trong cuốn Hồ Sạc Tự. 初めて日本へ来た時、大変だったでしょ? ええ、でもボランティアの方が親切にしてくださいました。そうですか。日本語や日本料理の作り方を教えてくださいました。それは良かったですね。 Ở đây chúng ta thấy xuất hiện verb để くださいます, đúng không ạ? 初めて日本へ来た時、大変だったでしょ? Khi gì nhỉ? Thời gian đầu mà bạn đến Nhật thì rất là vất vả đúng không? Và bạn trả lời là vâng. Thế nhưng mà những người mà trong dạng tình nguyện viên, những vị tình nguyện viên thì đã rất thân thiện với tôi, nó chia sẻ sự nhị stay kudasaimashita. Ôi vậy à, họ còn dạy tôi tiếng Nhật và dạy tôi như là tiếng Nhật hay là cách nấu đồ ăn Nhật. Ôi như vậy thì tốt nhỉ, rồi là yukata desu ne. Và tương tự bạn có thể thay thế phần 1, phần 2. Phần 1 ở đây đó là gì? Tomodachi wo shokai shitari, nghĩa là giới thiệu bạn bè này. Sau đó là uchi e shotai shitari shimasu, nghĩa là ngoài giới thiệu bạn bè ra còn mời đến nhà nữa. Hay là thứ hai đó là konomachi no iroiro nao jō wo oshiemasu, nghĩa là gì nhỉ? Giới thiệu với tôi chỉ có rất nhiều những thông tin iroiro nao jō wo về cái thành phố này, về khu phố này, chẳng hạn konomachi. Tương tự, và chúng ta sẽ luyện tập phần 1, phần 2 này thay thế vào phần ratio C phần số 1 này. Và đừng quên lấy một ví dụ riêng cho mình nhé. Và bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập tiếp phần ratio C phần số 3 liên quan đến verb te kudasai masenka. Khi mà bạn nhờ vào ai đó đúng không ạ? Kaneninさん, sumimasen. Hai, nan desu ka? Taxi wo yobitai n desu ka? Taxi kaisha no denwa banho wo oshiete kudasai masenka? E, ii desu yo. Ở đây đó là gì ạ? Kaneninさん nghĩa là người quản lý. Kaneninさん, sumimasen, nghĩa là bác quản lý ơi, cháu xin lỗi. Cháu nhờ một chút. Ừ, có chuyện gì thế? Hai, nan desu ka? Taxi wo yobitai n desu ka? Bạn ấy trình bày ra nguyện vọng, cháu muốn gọi taxi. Bác có thể oshiete kudasai masen ka? Bác có thể chỉ cho cháu số điện thoại của công ty taxi được không? Của hãng taxi được hay không? Ừ, được đấy, ok đúng không ạ? E, ii desu yo. Và tương tự bạn thay thế 1, 2. Tình huống cụ thể ở đây đó là gì? Kanan o kumitatetai desu. Kumitatetai desu. Và dorada o kashimasu. Ở đây kumitate, kumitate đó là kumitatemasu. Và danh từ là kumitate nghĩa là lắp ráp. Và động từ kumitatemasu này bạn sẽ gặp rất nhiều trong những nhà máy, những xưởng của người Nhật. Và kumitate thì là danh từ mà người ta hay để thể hiện đấy là cú lắp ráp đúng không ạ? Và ở đây là dorada o kashimasu, có nghĩa là. Và tiếp theo đó là tình huống số 2. Tình huống số 2 ở đây là elevator no doa ga shimarimasen.
nghĩa là cửa của Erepeta không đóng đúng không ạ? Thì sau đó thì người ta sẽ nhờ là như thế nào? Các bạn sẽ thay thế phần 1 phần 2 này vào Renshusi phần số 3 nhé, để chúng ta có thể luyện tập rõ hơn một cấu trúc Bokte kudasaimasu và Bokte kudasaimase ka. Và tiếp theo nội dung thứ 6 cũng là nội dung cuối cùng mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài số 41 ngày hôm nay, liên quan đến Bokte yarimasu. Bokte yarimasu sẽ bằng với Bokte agemasu. Chỉ có điều A, đối tượng A là những người dưới hoặc là những vật, động vật, thực vật đúng không ạ? Mà chúng ta đã tìm hiểu ở mẫu số 3 rồi, NO yarimasu rồi. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về ví dụ liên quan đến Bokte yarimasu nhé. Đó là gì ạ? Vật ngày sinh nhật của con gái hoặc con trai của bạn thì bạn sẽ thường làm gì? Okosan là con của bạn, okosan tanjoubi ni nani wo yarimasu ka? Bạn sẽ làm gì vào ngày sinh nhật của con? Okosan tanjoubi ni nani wo yarimasu ka? Anh chị làm gì vào trong ngày sinh nhật của con mình ạ? Party wo yatte yarimasu, tôi sẽ tổ chức tiệc cho nó, đúng không? Yatte yarimasu, động từ là yarimasu và chuyển thành yatte yarimasu. Tiếp theo, pasukon wo katte yarimasu, tôi sẽ mua cho nó cái máy tính. Hay là ohana wo katte yarimasu, hay là atarashii fuku, quần áo mới, wo katte yarimasu, vân vân. Thì khi mà bạn làm cho ai đó, và nhất là cho ví dụ như con hoặc em trai em gái, hay là trường hợp là cho động vật thực vật, thì bạn sẽ dùng verb te yarimasu, và chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm với verb te yarimasu này nhé. Đó là kodomo và hongo yomimasu. Với những đứa trẻ nhỏ của chúng ta thì chúng ta thường phải làm gì ạ? Đọc sách cho chúng, đọc sách cho chúng để kể chuyện cho chúng để trước khi đi ngủ, hay là để tăng thêm hiểu biết cho chúng khi mà chúng vẫn chưa biết đọc. Thì kodomo ni hongo yomimasu, kodomo ni hongo yonde yarimasu, kodomo ni hongo yonde yarimasu, tôi đọc sách cho lũ trẻ. Tiếp theo đó là akachan. Akachan là em bé, ngoặc akachan. Và uta wo utaimasu, bạn sẽ hát cho em bé nghe. Và cô ấy sẽ nói là akachan ni uta wo utatte yarimasu, akachan ni uta wo utatte yarimasu. Tiếp theo musume, eigo wo osuemasu, dạy tiếng Anh cho con gái thì nó là musume ni eigo wo osuete yarimasu, musume ni eigo wo osuete yarimasu. Tương tự, bạn có thể luyện tập thêm trong sách giáo khoa phần Renshu A phần số 6, Renshu B phần 6, phần 7 và Renshu C phần số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập phần Renshu C phần số 2, trang số 133 trong cuốn Hôn Sát Sự nhé. Kirei nan neko desu ne. Demo taihen nan desu yo. Mainichi gohan wo tsukutte yaranakereba narimasen kara. Sou desu ka? Ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Neko. Neko là mèo. Kirei na neko desu ne. Ôi, chú mèo hay con mèo xinh nhỉ, đẹp nhỉ. Ừ, thế nhưng mà vất lắm đấy. Taihen nan desu yo. Vất lắm đấy ạ. Mainichi gohan wo tsukutte yaranakereba narimasen kara. Bởi vì làm sao? Vì hàng ngày phải nấu cơm cho nó mà. Gohan wo tsukurimasu. Gohan wo tsukutte yarimasu. Và phải thì yarimasu sẽ được chuyển thành yaranakereba narimasen. Gohan wo tsukutte yaranakereba narimasen kara. So desu ka? Vậy ạ. Như các bạn đã biết, nuôi thú cưng ở bên Nhật thì rất là vất vả đúng không? Bạn phải cho ăn đàng hoàng, bạn phải tắm rửa, nhiều khi bạn còn phải dẫn nó đi sampo, đi dạo bộ nữa, đúng không? Và họ rất là yêu những thú cưng ấy, coi họ như là thành viên trong gia đình và họ phải chăm sóc chúng. Và sau đó ở đây người ta mới nói là mình chỉ cố hỏng sự tế giá là thế để bản là ima sinh cả, đúng không? Tương tự bạn sẽ thấy ở dưới đó là mezurashi toi là một con chim rất là lạ, hay là kawaii inu là một chú chó rất dễ thương. Và bạn sẽ đưa những ví dụ này, những từ gợi ý này vào trong hoàn cảnh của bài số 2 này để chúng ta có thể luyện tập thêm với mẫu câu Bokte yarimasu này nhé. Như vậy hôm nay bài số 41 chúng ta đã tìm hiểu qua 6 nội dung, nhưng 6 nội dung này đều liên quan đến 3 động từ cho hoặc nhận. Đó là động từ nhận itadakimasu, lịch sự hơn moraimasu, hay động từ kudasaimasu, lịch sự hơn kuremasu, và cuối cùng là động từ yarimasu, là động từ mà thể hiện sự xuống xã hơn agemasu. Và với tương ứng 3 động từ này, chúng ta tìm hiểu ở danh từ o, no và verb te, đó là thể hiện cho hoặc nhận cái gì, hay là được nhận hoặc là làm cho ai cái gì, nhận hành động đó hoặc làm cho ai cái gì. Việc lựa chọn khi nào sử dụng kudasaimasu, khi nào sử dụng itadakimasu,
khi nào sử dụng yarimasu hay moraimasu, angimasu hay kuremasu thì sẽ phụ thuộc vào gì ạ? Phụ thuộc vào cái đối tượng đó. Đối tượng ấy là người trên, người dưới hay là người bình thường. Người bình thường thì hơi buồn cười, nhưng mà ví dụ không phải là người trên, như là người trong gia đình mình, vân vân. Thì việc bạn lựa chọn đối tượng ấy thì bạn sẽ lựa chọn được chính xác kurasumasu, itadakimasu hay là yarimasu một cách chính xác và phù hợp nhất. Và mình hy vọng rằng với những chia sẻ góp ý về ngữ pháp của bài số 41 này sẽ giúp cho các bạn có thể nói tiếng Nhật phù hợp hơn với từng hoàn cảnh trong cuộc sống, nói chính xác hơn và tự tin hơn khi nói tiếng Nhật nhé. Và các bạn đừng quên làm thêm bài tập trong cuốn Honsatsu và cuốn Hyojun Montashu để có thể ghi nhớ hơn những phần kiến thức này. Và có vấn đề gì mà còn thắc mắc hay chưa hiểu thì hãy comment ngay bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời mọi thắc mắc của các bạn. Còn hôm nay học tiếng Nhật Cosmos xin dừng phần ngữ pháp bài số 41 tại đây. ご清聴どうもありがとうございました. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.